Rồi mình kiểm tra lại rồi xem có thiếu cái gì không. Dạ vâng, dạ vâng. Ủa tôi xong rồi. Sao hết quên cái gì vậy con? Con quên cái vali quần áo ở nhà rồi. Bố về nhà lấy giúp con với. Tận hôm nay mày bắt tao quay về nhà lấy à cô? À, không thì bố cho con ít tiền mua quần áo. Con yêu cứ tìm trò cho mình nhá. Bố đi rồi mai bố quay lại. Bye bye. Thượng lo nằm ngang bố nhá. Mình cầm điện thoại này rồi không biết bố có tìm được đường về không nữa. Em ơi. Sinh viên mới lên hả? Dạ anh là ai ạ? Có phòng trọ chưa? Chưa thì tao anh. Em còn chưa biết tên anh mà. Công nhận người Hà Nội nhiệt tình mến thương thật. Đến nơi rồi. Ôi. Anh ơi, phòng gì mà đủ cả dương tủ. Bán đùa, đã thế có sẵn luôn cả quần áo đây này. Mấy đứa tân sinh viên như chú mới lên thì không cẩn thận, hay bị chúng nó lừa mấy cái phòng vừa bé vừa đắt, tội lắm. Anh thì nhìn chúng mày hiền lành nên giúp đỡ tí thôi. Dạ vâng em cảm ơn anh ạ, anh tốt quá. Thôi ân huệ gì, hôm nay anh lấy 5 củ một tháng, em cọc trước anh 3 năm và anh đưa chìa khóa luôn cho. Dạ. Em gửi giờ đó anh ạ. Đây chìa khóa đây. Ô cái chìa khóa cửa này nhìn hay nhỉ anh nhở. Ừ bây giờ khóa từ là lỗi thời rồi, mấy cái đấy cắm chặt vào cửa, dùng thân nhiệt để mở cửa nhá. Bọn nó tiêm cho mấy cái móc khóa này. Thôi anh đi đây. Dạ em cảm ơn anh trai ạ. Chà đúng là chẳng ngon cũng thể hoa hậu, dẫu không thanh lịch vẫn thể hậu hoa. Xem nào, sách vở đầy đủ rồi này, dụng cụ học tập cũng đầy đủ luôn rồi, không thiếu cái gì cả. Sinh viên đi học mà không có laptop à? À ừ nhỉ, thiếu laptop nhỉ, cảm ơn nhá. Mày đi cây cửa vào nhà tao đúng không? Tao phải gọi 114 cho mày nhớ đây. Chứ sao anh? Chứ sao anh hiểu nhầm gì thôi? Mày lấy được cái gì rồi hả? Dạ không phải anh ơi. Tại nay có cái anh gì đó anh ấy bảo thương em, cho em thuê phòng này với giá 5M một tháng. Thế cho nên là bây giờ em mới dám đứng ở đây chứ à? Gì? Phòng tao thuê có 500.000 một năm, đứa nào chém lên tận 5 củ một tháng vậy? Mày đùa tao đúng không? Dạ em đâu dám mà. Đây này, anh ấy còn mới đưa cho em cái chìa khóa với cả mấy cái móc khóa này. Đó là mấy cái đồ để phá khóa cái thằng đầu đất này nữa. Nhưng mà anh ơi. Cái gì? Anh biết chỗ nào mua laptop rẻ không? Em còn non còn dại, em bị người ta lừa mất 3 năm tiền nhà rồi. Ra để giới di động đi, đang ở quên mai đấy. Em cảm ơn anh trai nhá. Dạ em chào anh ạ. Em là sinh viên mới nhập học ấy ạ. Thì không biết là em nên mua cái kiểu laptop nào dùng cho nó hợp lý ạ? Dạ, vậy là em tìm đúng nơi rồi đấy ạ. Sinh viên bọn anh ấy thì nên tìm các dòng sản phẩm laptop có sử dụng CPU Intel Gen 12, vừa tiết kiệm điện mà hiệu suất lại cao, vút anh ạ. Ừ, được đấy. Thế còn khuyến mã. Dạ, với tân sinh viên thì anh có thể đòi điểm thi để giảm tới 3 củ, còn với học sinh sinh viên ấy thì có thể giảm tới 1 million. Anh ơi, anh làm sao đấy ạ? Thú thật với chị, con người ai mà chả có hoài bão. Em cũng vậy. Hoài bão của em là tự mình sở hữu một chiếc laptop để học tập, đưa đất nước sánh ngang với các cường quốc chi châu. Vậy mà đời đâu có như là mơ. Mới sáng nay thôi em đã bị người ta lừa mất 3 năm tiền nhà. Vậy cho nên là... Nếu mà anh mua các sản phẩm có sử dụng CPU Intel ấy thì sẽ được hỗ trợ trả góp 0% và trả trước 0 đồng. Thế chị lấy luôn cho em một cái nhá. Dạ vâng, em mời anh ra quầy làm thủ tục ạ. Rồi, mày yêu là bố mày tìm loạn hết cả lên. Bố, con tưởng mai bố mới lên cơ mà. Thì tao cũng tình thế, nhưng mang trên đường về, thứ nhất mẹ mày gửi được ít tiền tiếp tế để mua quần áo, hay là bố con mình 50-50. Tiền mẹ gửi cho con thì đưa đây. Nhưng mà bố lại dỡ cầm tiền đấy mua laptop mới cho mày đi học đấy này. Nhưng mà con cũng vừa mua một cái mới xong. Tiền bố giờ mày đóng học đâu? Con bị người ta hack 3 năm tiền nhà rồi. Bách à, sao mày lại đây thế này? Khoa mình mới thông báo là học quân sự 5 tháng ở Đồng Nai với mày cơ mà. Cuối cùng xong rồi. Ôi, sao rồi con? Thi cử thế nào rồi? Con chết cả tuyệt vời mẹ ơi. Mẹ, thế điện thoại con đâu? Điện thoại nào? Điện thoại mẹ tịch thu của con ý, mẹ hứa là thi xong mẹ trả mà. Gớm, có cái điện thoại mà nhớ dài quá cơ. Đây cu, chúc mừng con đã thi xong nhá. Gì thế mẹ ơi? Điện thoại đây. Mẹ ăn thua 400 cơ mà. Kiểu 400 đấy á, mẹ tưởng mày không làm được bài nên là mẹ bán luôn rồi. Cái gì? Bình thường mày học dốt nhất lớp còn gì? Thì học phận thi tài. Mày chắc bài thằng Nhật hàng xóm đúng không? Nó còn ngu hơn con nữa mẹ. Hay là mày nói dối để lấy điện thoại? Mày quá đáng thế nhở? Sao mẹ để lại đi nghi ngờ con nuôi của mình như vậy cơ chứ? Thôi được rồi, đằng nào cũng thi cử vất vả rồi. Đi vào thay quần áo đi rồi mẹ dẫn đi ăn nhà hàng. Nhà hàng 4 sao đúng không? Không, thì đặc biệt thế này phải nhà hàng 5 sao. Đấy, thì ăn gì thì cứ chọn nhá. Rồi giới trẻ chúng mày soi chạy thế nào chứ hóa ra thì cũng phải kêu 5 sao để cơ đấy. Kìa, ăn đi con. Vâng. Không ngồi nhà hàng thì ít nhất mẹ không cho con ngồi cái chỗ nào có điều hòa chứ, trời nóng 50 độ này. Cái thằng này mày biết cái gì mà phát biểu, ngồi điều hòa cho mà nguội hết thức ăn nào. Thôi ăn đi rồi tí nữa mẹ cho đi tham quan sở thú. Ui
thằng này nó chạy đi đâu ấy nhỉ? À, chắc là vui quá đi khoe bạn bè đấy mà. Alo, cái gì? Có đang ăn trên mạng rồi á? Đấy, mày xem thế có cay không cơ chứ? Thôi, chuyện gì thì giải quyết trên sân cỏ. Ừ đúng rồi, thi xong rồi thì xóa rồi chứ còn gì nữa. Luật vẫn như cũ nhá, ai thua trả tiền sân. Nói nhiều quá thể hiện đi. Qua câu lửa. Đấy mọi người thấy chưa, tất cả kỹ năng của tôi đã thực hiện được. Đó, ngày xưa bố mẹ đã dạy như nào. Mày chơi được gì đấy, ăn mừng như lên. Tôi đã thực hiện như thế. Paragaraba, hết xe bà, su. Được rồi, tiếp chiêu đi. Mồm quá. À, mày dám khinh thường Ronaldo à? Xem đây. Quan non. Sao vậy cô? Lần sau đá bóng đi qua trường tao mà đá cho đỡ tốn tiền. Cái gì? Trường mày có cả sân bóng riêng cơ á? Chả thế thì sao? Thôi nãy giờ anh em giao lưu mệt quá, làm tí karaoke cho nó giải trí tí nhỉ. Điên à, tiền đâu ra nữa mà tham gia mấy cái thú vui thượng lưu ấy. Úi giời, ra quán karaoke gần nhà tao. Ông quản lý ở đấy ngày xưa nhờ tao kéo từ dưới đáy xã hội, bây giờ mới đi lên được đấy. Ha, không bao giờ phải mất tiền. Ngon, thế thì đi luôn thôi. Nhìn lý. Một ngày là anh em, mai mai là em. Ông bạn chẳng biết thôi cũng là hết cả. Kìa đang drop tự nhiên mất điện, làm ăn kiểu gì này? Đang vui thì đứt ra từ kỳ buồn. Mẹ đè thế nhở, mới hát được có 5 tiếng. Thôi đi về đi. Chán phải vui. Ờ bé em ơi. Chuyện gì đấy anh? Tụi em không trả tiền à? Anh không có mắt à? Gọi anh Đạt ra đây. Đạt nào em nhở? Đạt quản lý ở đây chứ còn gì. À, ông Đạt Lavi. Ông ấy đang vỡ nợ 400 triệu đang trốn chui trốn lủi ở đâu rồi ấy kìa. Hả? Dạ. Dạ. Tổng tiền phòng các em là 5 triệu nhé. Chả được cái tích sự gì. Đưa anh cậu lên xem nào. Từ bây giờ không giúp ai từ lái xã hội đi lên nữa. Biết thế tao rủ mày qua trường tao hát. Vừa có dàn âm thanh xịn, còn mời ca sĩ nổi tiếng về để giao lưu nữa cơ. Thật á? Làm nhanh lên còn chắc chít được à? A few moments later. Trường thằng Hoàng sao xịn xò nhỉ? Khéo mình phải đăng ký vào học cùng nó mới được. Mẹ, mẹ sao tự nhiên mẹ lại hứng thú với cái bộ môn xếp hình này vậy? Bộ công bố đã bán trên mạng rồi đấy. Sao nhanh vậy? Tự tính điểm đi con. À, cái này con làm bài tốt con nhé. Dạ vâng. Sao mà nhiều mồ hôi thế? Trời nóng mẹ. Lo không đỗ à con? Ngược lại là đằng khác. Mẹ không biết trường con đăng ký là chỉ cần tốt nghiệp trung học phổ thông thôi là đỗ hả? Cái gì? Vâng, FPT Polytechnic ấy, mẹ không biết à? Thời gian học có 2 năm 4 tháng thôi mà không bao giờ lo về đầu ra luôn. Thủ tục xét duyệt cũng rất nhanh, chỉ cần 60 phút là xong, mẹ cứ yên tâm. Ui, thế là mẹ đã lo thừa rồi. Đúng là con tôi vừa ngoan ngoãn lại vừa thông minh. Thôi để con dọc nhá. Bỏ đi, để mẹ gọi cho. Con đi vào tắm rửa đi, ra đây cho con mình đi nhà hàng tiếp. Dạ vâng ạ. Thế rồi, chị Trang đây rồi. Hai đứa này đi. Bíp. Ở quán karaoke ta bây giờ nợ 5 triệu rồi đây này.